Hello, xin chào các bạn. Và trong cái video lần này chúng ta sẽ nói về Bitcoin, Altcoin, ICO và đặc biệt là sàn giao dịch. Thì như các bạn cũng đã biết là trong năm 2017 vừa rồi thì cái tên hot nhất search trên Google đó là Bitcoin. Và bên cạnh đó thì rất nhiều người đang đầu tư tiền bạc, đầu tư tài sản vào cái đồng tiền này. Vậy thì làm thế nào để mà nó có một cái sức hút như vậy? Thì các bạn có thể tra Google, có thể đọc những cái thông tin. Và trong cái chuỗi video bên dưới các bạn sẽ được học. Thứ nhất đó là làm thế nào các bạn có thể mua và sở hữu Bitcoin cũng như Ethereum cũng như USDT bằng Việt Nam đồng. Cái thứ hai là thế nào để các bạn đẩy được cái đồng Bitcoin, đồng Ethereum đó lên sàn, ví dụ như sàn Binance các bạn đang thấy ở trên màn hình, và các bạn có thể bắt đầu có thể giao dịch, các bạn có thể mua được những cái đồng tiền khác, ví dụ như Tron, như Vert. Và cái thứ ba đó là làm thế nào mà các bạn định hướng được đâu là những cái coin tiềm năng, đâu là những cái coin lừa đảo scam. Và thứ tư đó là các bạn sẽ thấy được 10 cái đồng coin có giá trị đầu tư rất là tốt với một cái tỷ suất lợi nhuận cao cũng như là cái mức độ an toàn. Cái video thứ năm thì chúng ta sẽ nói về làm thế nào để mà các bạn có thể bắt đầu đầu tư mua ICO. Như bạn đang thấy ở trên màn hình đó là My Ether Wallet. Thì cái ví Ether này của tôi là chuyên chứa những cái đồng ICO. Như các bạn đang thấy mình đang có là 154,5 đồng ETH. Và sau đó thì tôi bắt đầu copy cái địa chỉ ví ở trên sàn Binance. Và tôi bắt đầu chuyển qua sàn Binance để bắt đầu tôi có thể bán hoặc tôi có thể giao dịch. Quay trở lại thì các bạn đang thấy cái đồng ETH này của tôi đang có 154 đồng này. Đấy, là lúc mà chúng ta mua ICO xong, khi mà cái đồng nó lên sàn thì chúng ta chuyển lên sàn như thế nào để mà chúng ta bắt đầu có thể bán, chúng ta có thể lấy tiền, hoặc chúng ta có thể giao dịch, hoặc chúng ta có thể bán ra Bitcoin hoặc bất cứ như thế nào. Và cái video thứ 6 thì tôi sẽ nói với các bạn làm thế nào để phân biệt được những cái ICO tốt. Ví dụ như các bạn đang thấy cái đồng Engine Coin chúng tôi đang có 2007 nè. Thì cái đồng Engine Coin này thì tôi đã đầu tư ICO vào ngày 31 tháng 10. Thì hiện tại lúc này thì nó đang cũng nhân giá trị khoảng nhân 3, đang là khoảng 0.3 đô. Thì lúc mà tôi mua là 0.1 đô. Và cái thứ 7 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để chúng ta giữ hay là chúng ta bán một cái đồng tiền, nó dựa vào những cái yếu tố nào. Bước thứ 8 đó là chúng ta phân tích kỹ thuật, phân tích những cái yếu tố kỹ thuật cơ bản, và chúng ta nắm bắt thông tin từ những cái nguồn thông tin minh bạch, những cái thông tin an toàn như thế nào. Và cái thứ 9 đó là chúng ta bảo mật tất cả những cái tài khoản, chúng ta bảo mật bằng ví online, ví offline cũng như là ví lạnh. Và video thứ 10 thì chúng ta sẽ tổng hợp review tất cả những cái kiến thức căn bản này để chúng ta bắt đầu có thể là đầu tư vào Bitcoin, chúng ta có thể đầu tư vào ICO, hoặc là chúng ta có thể là bắt đầu có thể là trade, tức là trade một cách rất là thông minh, trade nhẹ nhàng, trade và giữ, chứ không phải là ngày nào chúng ta cũng vô lệnh. Nó có một cái phương pháp trade rất là hiệu quả. Ok. Và các bạn hãy đăng ký, click vào cái đường dẫn bên dưới đăng ký học. Nó chỉ là có 10 đô la thôi, nhưng mà 10 cái video này chắc chắn tôi sẽ làm cho các bạn có một cái kiến thức tổng quan về Bitcoin, kiến thức tổng quan về ICO và kiến thức tổng quan về sàn, cũng như là phân tích kỹ thuật, cũng như là đọc những cái tin tức có lợi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video bên trong khóa học. Các bạn hãy đăng ký bên dưới nha. Ok, xin chào các bạn.